Bây giờ tôi sẽ gọi một người đẹp trai nhất lớp lên bảng nha. Chứ rồi đẹp trai quá không được rồi. Anh có thấy dây chun của em đâu không? Anh không biết. Cái dây chun của em đâu? Anh không biết. Tại sao anh không biết? Anh không biết gì cơ? Anh làm sao không biết? Sao em nghĩ rằng là anh không biết? Làm sao anh nghĩ rằng anh không biết? Anh làm sao biết được? Sao anh cái gì cũng không biết? Làm sao cái gì anh cũng có thể biết được? Anh chắc chắn anh không biết. Anh đương nhiên không biết. Cho nên anh không biết gì thật. Anh không biết. À mà dây chun của em không biết thật hả? Anh không biết. Anh ăn gì chưa? Ăn rồi em. Trả lời em thế à? Đại diện gia tộc nhà anh trả lời câu hỏi của em. Đầu tiên anh xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tình cảm sâu nặng của em, sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của em dành cho anh. Nay với câu hỏi anh ăn gì chưa, anh xin kính trọng trả lời em là anh ăn rồi, đang chờ ỉa